Xin chào, mình là My đến từ Real English. Chào mừng các bạn đã đến với một series mà ở đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cuốn sách với nội dung chuyện học tiếng Anh. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần để tâm, bởi vì hơn thế nữa, nó còn đem đến cho chúng ta những cơ hội trong cuộc sống sau này. IELTS, một cái tên mà mình nghĩ đã không còn quá xa lạ với tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là những bạn học sinh. Bởi vì đây là kỳ thi giúp chúng ta có được một tấm bằng ngôn ngữ cấp quốc tế. Điều này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều lợi thế trong việc xét tuyển đại học, đăng ký hồ sơ du học hay là sau này khi chúng ta đi làm. Nếu các bạn chưa biết nhiều về kỳ thi này thì hãy click vào đường link phía bên dưới phần mô tả. Chúng mình cũng đã có một video giới thiệu về kỳ thi này rồi nha. Tóm lại, IELTS là một cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Vậy nên không có lý do nào chúng ta bỏ qua cơ hội này, phải không? Vậy, làm thế nào để tìm hiểu IELTS? Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sách có tên Get Ready for IELTS, chọn bộ 4 kỹ năng dành cho các bạn bắt đầu tự học. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu về bộ sách Get Ready for IELTS. Nhắc đến sách IELTS thì chúng ta sẽ thường nhớ tới những bộ sách như là Cambridge hay Barron's. Nhưng so với hai bộ sách này thì Get Ready for IELTS có phần mới hơn, dễ hơn và phù hợp hơn với những bạn bắt đầu tự học. Bộ sách này sẽ phù hợp với các bạn có Ben từ 3.0 trở lên. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể biết bản thân mình đang ở trình độ nào? Các bạn có thể tham gia các bài thi thử online trên các trang web như là Mini IELTS, IELTS Online Test, hoặc các bạn cũng có thể đăng ký dự thi tại trung tâm tiếng Anh Real English. Biết được bản thân mình đang ở đâu sẽ là một điều vô cùng quan trọng và sẽ giúp các bạn có thể lên được một kế hoạch học tập phù hợp. Hoặc nếu bạn là một người hoàn toàn mới về tiếng Anh thì cũng đừng lo lắng, hãy cùng nhau củng cố kiến thức qua những bài giảng do Real English biên soạn nhé. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Get Ready for IELTS có gì thú vị. Get Ready for IELTS tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Về thiết kế chung thì bộ sách này được chia làm 12 bài học theo từng chủ đề, được diễn giải một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, kèm theo các ví dụ minh họa rất rõ ràng. Hệ thống bài học được sắp xếp theo chủ đề giúp các bạn có thể bỏ túi những kiến thức cơ bản một cách dễ dàng, được chia làm 4 phần chính. Phần 1, Vocabulary, từ vựng. Phần 2, phát triển kỹ năng, Listening, Reading, Writing, Speaking. Phần 3, thực hành chi tiết. Và phần 4, Review, kiểm tra lại kiến thức. Một điểm đặc biệt giúp cuốn sách này được người đọc đánh giá cao, đó chính là những gợi ý, những mẹo nhỏ giúp các bạn có thể hoàn thành bài tập nhanh hơn, đặc biệt là với những dạng bài thường gặp. Thêm vào đó, từng bài học cũng làm rõ những lỗi sai mà thí sinh dự thi IELTS thường mắc phải. Điều này vô cùng quan trọng, sẽ giúp các bạn tránh mất điểm khi dự thi IELTS. Hơn thế nữa, cuốn sách này giúp cho các bạn mới bắt đầu học IELTS có thể tiếp cận và tiếp xúc với IELTS một cách dễ hiểu nhất. Các bạn sẽ không cảm thấy hoang mang khi cầm cuốn sách trên tay, mà ngược lại, cuốn sách này sẽ khiến các bạn tò mò và muốn khám phá nó ngay lập tức. Cuối mỗi cuốn sách sẽ có các bài review là các dạng bài tập giúp bạn kiểm tra lại kiến thức, nắm chắc kỹ năng cũng như làm quen với cách cảm nhận ngôn ngữ của bài thi IELTS. Bạn cũng sẽ có đầy đủ các bài để luyện tập kèm theo đáp án trả lời cùng ngân hàng từ vựng được cung cấp ở cuối mỗi phần. Vậy thì còn về cách học thì sao? Một cuốn sách hay nhưng nếu cách học chưa phù hợp thì chúng ta cũng sẽ không thể nào đạt được kết quả tốt nhất. Vậy để học sách hiệu quả, trước hết các bạn cần xem trước nội dung mà sách đề cập. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cuốn sổ, một chiếc bút chì và từ điển. Các bạn cũng có thể sử dụng từ điển giấy hoặc từ điển trực tuyến tùy theo nhu cầu. Còn về thời gian học, mỗi unit nhìn có vẻ không quá dài, nhưng với các bạn mới bắt đầu ở trình độ này, nó cũng có thể khiến các bạn tốn từ 2 đến 3 tiếng bởi vì các bạn không có người hướng dẫn. Nhưng cũng đừng lo, bởi vì càng học thì các bạn cũng sẽ càng làm quen với quá trình này mà thôi. Khi bắt đầu học, chúng ta hãy làm theo các bước hướng dẫn do tác giả đề ra. Bạn hãy ghi nhớ những từ vựng, ứng dụng theo từng kỹ năng. Và nếu gặp từ mới, đừng lo lắng và đừng vội tra từ điển. Chúng ta hãy dựa vào ngữ cảnh, ngữ nghĩa để đoán xem cách sử dụng của các từ, các cấu trúc câu. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn hình thành thói quen dự đoán khi làm các bài tập listening và reading. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn thành part 1 và part 2 thật kỹ trước khi tiến vào part 3. Hãy áp dụng các tips và các hướng dẫn đi kèm với bài học. Cuối sách cũng sẽ có phần audio script và đáp án để cho bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại xem mình đã đúng đến đâu.
Trên đây, mình đã giới thiệu cho các bạn về bộ sách Get Ready for IELTS cũng như chia sẻ về các tips học hiệu quả. Nếu những chia sẻ ngày hôm nay có ích cho các bạn thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Learn English để cùng đón chờ những nội dung tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.